vị, thưa quý vị, trước mắt anh Khoa là chị Minh Tiết, nhưng mà chị Minh Tiết đang nói chuyện với lại chị Cẩm Ly. Chị Cẩm Ly đang hỏi là đi tới đâu rồi. Ủa mà sao đợt này chị Ly không đi với mình chị? Tại chị Ly đang cả cái game show, chị Ly đi học. Cái game show mới á hả? Cái gì? Là Khoa đưa chị Tuyết thay mặt cho các anh chị của Thúy Nga hả chị hả, và của Face TV để mà đến với lại người dân ở miền Trung. Có rất là nhiều tỉnh cho cái đợt lũ lụt này bị thiệt hại nặng nề, có ở Quảng Bình, ở Nghệ An, Hà Tĩnh hả, gửi đâu nữa em? Quảng Trị bị không? Quảng Ngãi bị không? 4 giờ sáng. Quảng Trị. Hai đợt này Quảng Ngãi không hả? Quảng Trị. Rất là nhiều, nhưng mà thật ra là cái lịch trình của chúng tôi thì mọi người không có nhiều cái thời gian rảnh cùng với nhau á. Trên chẳng hạn hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ sắp xếp đi với anh chị này, ngày mai sẽ đi với đoàn khác. Ở lần đầu tiên chị Minh Tuyết có mặt ở giữa đồng ruộng như thế này, sau khi mà lũ đã nước đã rút, và chúng tôi đi đến thực tế đang chờ trước một cái đơn vị, một cái xã ở điểm thứ ba để mà trao quà cho 400 hộ dân ở đây. Và cái điều quan trọng ấy, không có thời gian chúng tôi không có đến được nhà được, cho nên là phải nhờ địa phương can thiệp, là phải sắp xếp tổ chức và kêu gọi mọi người để mà hẹn giờ, và phải từ trong những cái thôn làng xa có thể đi ra ngoài để chờ và tập trung tại một chỗ để chúng tôi trao quà. Cứ mỗi một chỗ trao quà về sáng giờ chúng tôi đi trung bình là sẽ là 3 tiếng cho thời gian trao quà, và phần di chuyển là 1 tiếng đi 1 tiếng về, thì tổng cộng là khoảng 4-5 tiếng, cho nên là một ngày thì đi tối đa là 3 xã. Còn ngày mai thì anh Khoa sẽ đi với những người mà anh Khoa bí mật, ngày mai sẽ bật mí cho mọi người có thể xem từ sáng đến tối. Và ngày mai chúng tôi sẽ đi 4 xã với sự góp mặt của các nghệ sĩ ở Việt Nam, và cũng đã bay từ Sài Gòn ra ngoài Quảng Bình chờ ở tại nhà nghỉ, để mà ngày mai chúng tôi có thể bắt đầu đi từ sớm. Bởi vì ở đây thì mỗi ngày chỉ có một chuyến bay của mỗi hãng thôi, cho nên là không có nhiều chuyến bay quá cho sự lựa chọn của chúng tôi. Chị Ly hỏi gì Tuyết? Nói chung là chị Ly chị rất là già chuyện đó, cho nên có nói chị chuyện Ly cứ phone đi chị Tuyết. Minh Tuyết đang livestream không, mà bớt cũng phải phỏng vấn cho việc Face đó. Chút xíu nữa gọi lại cho chị Ly nha. Rồi bye chị Ly. Rồi ai cầm giùm anh cái điện thoại để anh nói phỏng vấn á, để ghi hình cho việc Face. Ok. Nói chung là bây giờ đã tắt tiếng rồi quý vị. Đúng không? Mai là chị chưa có ấy nhiều vì đó. Quá mệt. Chứ chị la như em là chị đuối. Chứ không phải như Khoa nãy nó la. Mang chị Tuyết đi rồi bắt đầu phỏng vấn. Không, giờ em chụp hình em lấy cái máy em. Quý vị biết không, nhiều khi nhìn vậy chứ mà rất là mệt, bởi vì trời nắng gắt nóng thiếu nước các quý vị. Người nó rất là thiếu nước, cho nên nhiều khi đi như vậy dễ bị bực bội lắm. Rồi ok, giờ tôi phỏng vấn nhé. Em bật cái này, anh cầm em máy nhá, nhưng mà anh chuyển em dễ hơn nè. Rồi. Dạ em phỏng vấn đi cho lên đài á, mình nói tiếp nhá. Em đi quay nhá. Okay. Em đứng đâu? Chị đứng bên nào đẹp? Chị đứng để em đứng ra để chị cao em. Một cái chặng hành trình không dài nhưng không ngắn, để mà chúng tôi phải trải qua suốt 8 tiếng từ Đà Nẵng có thể đến với lại Quảng Bình, đến với người dân nghe rốn lũ. Từ 1 giờ rưỡi khuya ngày hôm qua tới giờ là bao nhiêu tiếng ta? Bây giờ 5 giờ chiều rồi thì là 12 tiếng, 18, 19 tiếng thì khoảng 19 tiếng. Anh em chúng tôi đã đồng hành 19 tiếng không ngủ. Không ngủ từ Đà Nẵng, phải nói là ngủ chập chờn từ Đà Nẵng tới đây, và đã thay hai cái áo rồi, chắc chút xíu thành cái thứ ba. Bởi vì nóng quá chịu hết nổi. Chị em chúng tôi đang thay mặt cho việc Face TV, cho trung tâm Thúy Nga, để có mặt tại xã thứ ba, cái điểm đến thứ ba đó là xã Xuân Hóa ở huyện Minh Hóa, thuộc tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi đã đi được 3 xã và hai huyện trong đó. Tuy nhiên mỗi xã sẽ có rất là nhiều những cái thôn làng, người dân còn ở rất là xa, và họ phải đi xe máy hoặc nhờ người chở ra giùm, một người xe đạp để ra ngoài trung tâm để mà chờ đợi chúng tôi. Nhưng mà cái lúc mà rảnh như thế này, bởi vì là đang chờ hai chiếc xe tải 8 tấn để mà bỏ đồ xuống, và chúng tôi sắp xếp cho nó rất là trật tự để mà khi người ta vào nhận quà nó không quá là nguy hiểm và an toàn cho người dân. Bây giờ thì chị có thể nói những cảm xúc của mình, vì suốt bao nhiêu năm nay ít khi nào mà
em biết là chị có đến rất là nhiều những cái tỉnh thành để chị đi diễn khi mà chị được mời những cái show ở tại Việt Nam á, nhưng mà không có dịp để đứng trên đồng ruộng hoặc là cảm nhận những cái rất là mộc mạc như thế này ạ. Trước khi mà nói cái trả lời câu hỏi của Khoa thì Minh Tiến muốn cho quý vị đang xem cái chương trình ngày hôm nay hiểu được một điều thật sự. Sẽ có nhiều người nói, ủa sao tôi không thấy nước đâu, tôi không thấy lũ đâu, tôi thấy dân rất là bình thường, không thấy đói, tại sao lại cứu trợ? Nhưng mà thực sự nó là như vậy. Những người dân mà đang tới đây là do những người xã huyện biết được là những người đó ở tuốt trong vùng sâu vùng xa, họ đã bị ảnh hưởng của cái trận lũ lụt này, và họ đã nhà khoảng 2-3 mét đó, và họ đã tìm đến những căn hộ đó và nói những căn hộ đó là tìm cách đi ra tới ngoài bên đây, bởi vì đồ đạc rất là nhiều, chúng tôi không có thể nào mà chèo ghe trong vòng một ngày mà đi đến từ chị tưởng tượng khi mà hai cái xe 8 tấn này với một cái xe mà chở mình 29 chỗ thì mình vô đó bởi vì không thể nào vô được, đúng không? Không thể được, cho nên mặt mọi người dân phải từ đó lái xe đây và ngồi chờ cả tiếng mấy tiếng đồng hồ ngoài đây ở mỗi xã, cho nên điều đó đừng yên không sao cả. Ô nó né mình hả? Nó né tự né hả chị? Dễ thương. Chỗ bò mà. Để nó hút thẳng vô đây chắc chết. Trời, đấy lần đầu tiên mà chính đi nghe. Cho nên là những người này là những người dân người ta đã bị lũ lụt chứ không phải là những người dân đang sống bình thường ở ngoài thành thị ở đây. Cho nên muốn nhắn gửi với tất cả quý vị là điều đó. Yên để tâm. Cho quý vị yên tâm. Đó rồi. Chị Tiết cũng có nói với Khoa. Rồi em sẽ xong là em mua liền. Cắt ngang một chút, xong chưa, gần xong chưa vậy? Ok, em cắt ngang một chút rồi chị Tuyết sẽ trả lời tiếp cái câu này, vì chúng tôi đang giao lưu trong lúc chờ sắp xếp để mà trao quà đến người dân á, là bởi vì mọi người có một cái âu lo là ủa tại sao đi đến vùng lũ đúng không ạ? Đi đến ngay vùng lũ mà lại không thấy lũ, thì những cái kinh nghiệm của anh Khoa có những năm trước nhớ với cái trận lũ lớn, cũng gọi là trận lũ lịch sử năm 2013 khi mình đến thì mọi cái rất là êm đẹp, mình mới được bay ra vì có chuyến bay và thời tiết khá đẹp, mà mình nhớ cái năm đó khi mình ra đến Huế thì lập tức buổi chiều tối đó mưa, và sau khi mình cái ngày hôm sau mình cũng quyết định đi trong lũ, mình đến ngay Phá Tam Giang nè, mình đến ngay Phú Lộc đúng không ạ, rất là cảm động. Và sau đó mình phải chờ 2 ngày nước rút ngay ở bên thôn Vĩ Dạ ở Huế đến phía bờ bên này, và phải 2 ngày nước rút xong mình mới có đi thể đi ra được và đi di chuyển về lại Sài Gòn. Có lẽ lần này là chị may đem mắn. Điều may mắn đến là đến thì nắng đẹp, đến đây thì nắng lại rất đẹp và trời này rất là trong lành, còn hơn trong Sài Gòn nữa. Mình nói một chút về cái lần giống như là cái lần này khi chị được trải nghiệm thực tế mà chị đứng giữa thôn làng, đứng giữa đồng ruộng của quê hương chúng ta. Cảm thấy rất là an lành. Phong cảnh của quê hương chúng ta, nhất là miền Trung nữa, phong cảnh rất là đẹp. Trên đường mà Minh Phước lái xe đi đến từng cái xã, những cái huyện như thế này, và mong rằng là cái sự an bình an lành này nó sẽ tồn tại, không có bị thiên nhiên phá hủy đi, không có bị những cái thiên tai này nọ hay là bất cứ một cái điều gì hết. Chúng ta chỉ cầu mong cái điều đó đến cho dân làng của chúng ta mà thôi. Em biết có rất là nhiều khi mà quý vị xem cái này ở trên TV, ở trên Vietface TV và được hầu như là ở tất cả các tiểu bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, người Việt chúng ta khắp mọi nơi đúng không, và đặc biệt là cũng ở nhiều những cái quốc gia khác cũng có thể coi được lại khi mà có cable hoặc là coi trên YouTube nữa. Chúng ta sẽ chia sẻ sang sẻ một đường là hầu như rất là nhiều những người nổi tiếng đều có quê hương ở miền Trung đúng không ạ? Như rồi. Chị nói chị và chị Cẩm Ly, chị Hà Phương thì quê ở đâu ạ? Chị và chị Cẩm Ly Hà Phương là một mẹ một cha mà đều là Bình Định, Quy Nhơn hết. Rồi. Nhưng mà chẳng qua là con vì... dâu ở Quy Nhơn nữa đúng không? Anh đúng rồi. Chồng Minh Tiến cũng là Bình Định, Quy Nhơn luôn. Đúng rồi. Rồi chẳng như Quang Lê ở Quang Dũng cũng ở miền Trung, Quang nhiều Dũng, lắm, nhiều lắm. Anh Hoài Linh, đúng Mỹ rồi. Tâm, rồi chị Như Quỳnh. Đó là một điều cũng rất là lạ ha. Có thể là người dân miền Trung hát văn nghệ. Bây giờ dạ mời chị em mình sẽ bước vào bên trong để trao quà, để không làm mất thời gian. Anh vô trong với em luôn. Vô trong với em. Dạ. Vô chào nhá. Ví dụ vô em cầm vô em. Giờ vẫn vậy hả cô? Trời ơi. Sao ngốc? Trời ơi. Ông Tư à. Ông Tư là anh riêng coi. Dừng á. Đi vô mình vô mình chào á. Đi trước giùm em, đi trước tên kìa, nó lỡ nó trùng tên thì sao? Sao đâu, nó trùng đâu. Mà em có đọc nổi 400 em được không? Đọc nổi 4 tiếng đó. Đúng là sao? Chị em phát biểu.
Phải đi xe từ Đà Nẵng ra đây 8 tiếng, bởi vì từ đêm hôm qua, mà hôm qua thì các nghệ sĩ ở hải ngoại có show ở Đà Nẵng nữa, chúng tôi phải di chuyển lương thực thực phẩm từ Huế. Và chúng tôi biết một điều là từ quý vị, từ bà con, cô bác để đứng được ở đây cũng không đơn giản, chờ chúng tôi rất lâu đúng không ạ? Một lời xin lỗi đến tất cả mọi người, bởi vì là cái quá trình chúng tôi vận chuyển, chúng tôi không có ước thì một cái thời gian chính xác, phải nhận hàng, phải đem hàng lên xe, rồi đến những cái nơi nó bị dài thời gian ra. Thì không biết là mọi người ở đây chờ từ mấy giờ ạ? Được thông báo chờ từ mấy giờ? 2:30. Hôm nay tới bây giờ 5 giờ chiều rồi. Giờ chị một bác chị buộc lại là chị phải xin lỗi đó nha. Không có nói nhiều hơn. Anh Khoa đến từ Sài Gòn và mang một cái nhiệm vụ, một cái thông điệp là dẫn dắt dùng cho đoàn của bệnh viện Face TV, cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, cho một cái trung tâm ca nhạc rất là lớn. Có lẽ là theo cái thói quen chúng ta từ nhỏ, đó là trung tâm ban nhạc Thúy Nga. Mọi người có xem Thúy Nga không ạ? Và một người rất là đẹp với những bài hát rất là hay, rất là nổi tiếng. Có thể chúng ta chỉ thấy qua băng hình thôi mà không có thể nhận ra, vì là cái cách ăn mặc rất là giản dị, đơn giản. Không có thể đi đây được. Mọi người có nhận ra là ai không ạ? Anh Khoa xin được giới thiệu ngôi sao ca nhạc hải ngoại Minh Tuyết. Tức là mọi người không nhìn ra chị ngoài đời luôn, chị thấy thôi. Chết rồi. Dạ. Em mời chị ạ. Đợi chút chú lên xe lấy cái áo đầm bận vô nha. Chết chết rồi, chị xuống đây là chết rồi. À, sự thật là như vậy. Tại vì hôm qua là Minh Tuyết và một số anh chị em ca sĩ hải ngoại đã trình diễn tại Đà Nẵng. Và khi mà coi như trước đây 2-3 ngày thì biết được tin là ở đây có lũ, thì trung tâm Thúy Nga đã vận động ở trong trung tâm thôi một số tiền nho nhỏ để mà giúp đỡ tất cả các đồng bào bị lũ lụt. Thì biết tin là Minh Tuyết đang ở Đà Nẵng, cho nên trung tâm đã nhảy với trung tâm là để cho phép Minh Tuyết có thể đem cái số tiền này và những cái món vật này để giúp cho tất cả quý vị trải qua những cái cơn gọi là khó khăn trong những ngày sau lũ lụt. Cho nên Minh Tuyết đã đi xe cùng với cả đoàn tối hôm chuyển suốt cho tới đây là xã thứ ba rồi ha. Và trước khi đi thì Khoa cũng có dạo về đây. Minh Tuyết cũng đã từng làm những công việc từ thiện nhỏ nhỏ, nhưng mà là giống như quyên góp cho người khác để làm thì không có cơ hội. Lần này là lần đầu tiên là giải nắng dầm mưa, thì Khoa có nhờ chị ơi, ở đây em không biết là lũ rút đi chưa, có sình có lầy hay không, chị nên bận cho em một cái quần nào nó thoải mái và mang một đôi dép, chứ chị đừng có mang một đôi giày cao gót một cái đầm lên sân khấu là chết em. Cho nên hôm nay là quý vị không nhận ra Minh Tuyết cũng không sao, bởi vì hôm nay Minh Tuyết đến đây không phải là một ca sĩ Minh Tuyết nữa, mà là một người Minh Tuyết bình thường thôi, đến đây để chia sẻ tấm lòng của những nhà hảo tâm tại hải ngoại của trung tâm Thúy Nga của đài Việt Face TV, mong muốn là đem đến cho quý vị một chút xíu gì đó ấm áp sau cơn lũ, được không ạ? Có một cái điều đó, khi mà nghĩ về đồng bào lũ lụt miền Trung, quý vị, thật ra tôi nghĩ miền Trung quằn mình với những cái nỗi đau, mà bên cạnh đó cũng có những sự hạnh phúc, và tôi thấy rất là nhiều người giàu lên và có cái sự sung túc đều là những người rất là có cái thời gian chịu cực khổ ở miền Trung. Hầu như rất là nhiều những người nổi tiếng, những nghệ sĩ đều là những người con của miền Trung, ở tất cả những tỉnh từ bắt đầu Bình Thuận rồi Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Dương Vương, vân vân, Quảng Trị, Quảng Ngãi rồi đến Huế, rất là nhiều. Và một điểm tôi thấy rằng là đến với người dân ở vùng lũ á, mọi người thắc mắc ôi lũ sao không thấy gì hết, hoặc là sao không thấy những cái cảnh tang thương, tôi nghĩ những cái điều đó không cần thiết.
quý vị là tôi rất là quý những cái nụ cười của người con miền Trung dù trong cực khổ, và tôi cảm ơn những cái người ở địa phương, các anh, các bạn thanh niên, những người đã hỗ trợ chúng tôi, vì một mình chúng tôi không có thời gian và không thể nào làm được điều này. Nếu chỉ có tiền để mua quà, chúng tôi cũng không làm đủ điều này cả. Chúng tôi luôn luôn biết ơn tất cả mọi người, và chúng tôi cũng cảm thấy đó là niềm vui, để không có lẽ gì chúng tôi phải xúc động hơn bằng cách là chúng tôi muốn nói nụ cười để cảm ơn cuộc đời này đã đưa chúng ta gặp nhau ngày hôm nay. Và chúng tôi muốn là cái phần trao quà đích thân nghệ sĩ chúng tôi trao, để chúng tôi có thể san sẻ cái hơi ấm của mình đến cho mọi người trong cái chuyến hành trình của chị Minh Tuyết cùng với anh Quang. Hát hai bài hả? Trời ơi, có giọng chị rồi. Chị hát nhạc Thương Như thì nổi, giọng chị bây giờ mà hát được hai bài, được nửa bài chất liền luôn á. Thật là bây giờ là quý vị biết là mười mấy tiếng không có ngủ, mà hồi sáng tới giờ phát quà cái này hơi đâu mà hả? Nửa bài thôi được không? Nửa bài được không? Trời ơi, hát không nổi nữa. Quý vị nghe giọng Minh Tuyết nè hết không? Sao mà hát được? Không hát được đâu. Em nghĩ cái này giống như những cái xã trước mình đi đó, là hai chị em mình đều có phỏng vấn một hai người dân bất kỳ để biết được cái sự khổ cực của họ. Chị có thể chọn ai đó như em bé hoặc là người lớn, bác nào đó, chị có thể hỏi ạ. Bây giờ như vậy, tại vì Tuyết muốn, Tuyết không biết là ai đã gặp những cái khó khăn nhiều trong đợt lũ lụt kỳ này, thì những người trong xã có biết thì có thể giúp Tuyết chỉ ra người nào để lên đây phát biểu và chia sẻ cái cảm nghĩ cùng chị nào bị nặng nhất đâu. Chị nào chị lên đây chị, đừng có ngại nha. Rồi chị, chào chị. Em xin hỏi chị tên gì, chị xây qua đây nè. Chị tên gì ạ? Chị Phan Thị Minh đúng không? Chị Phan Thị Minh, nhà chị có mấy người ạ? Nhà chị có 7 người. Wow, 7 người. Có ăn ba nồi. Khi lũ vào thì nhà chị bị ngập như thế nào ạ? Nhà chị ngập gần 2 mét. Và đồ chị đi lên đồi trốn, chị đi sẵn sàng lê cho con nên chị mặc đôi sân mang đến chủ hoa kiểu mục đích trôi cả chị mặc đôi nhắc đôi thủ hết. Mang cái gì trôi? Mang tiền với áo cả chị trôi hết ra. Cho hết mà đồ vật dụng trong nhà mất hết. Nhà cứu được. Mà gia đình là cứu được đúng không? Gia đình là cứu được đầy đủ hết. Ồ, nhìn cho nó như thế này mà chị. Mấy cháu nuôi đang ngồi xếp mặt đó, thì nó cũng khủng lắm. Cháu nội không cả gia đình được cứu được, dân cứu được cháu nội 7 tháng luôn. Trời. Rồi, cảm ơn. Cứu được mà. Ông mà 75 tuổi cho nên là bây giờ bảo xong rồi, bây giờ làm sao gia đình sinh sống chị? Bây giờ em nói chị nghe nào, quyết định liền tại chỗ luôn. Em nghĩ mọi người ở đây không có phân biệt đúng không ạ? Bởi vì là khổ nhiều hay khổ ít thôi. Và vợ chồng chị Minh Tuyết và cùng với Khoa đã quyết định giúp đỡ chị ngay tại chỗ một cái số tiền này. Vì nhà chị ngập hơn 2 mét và bây giờ khi mà nước rút á, hư hết, không còn gì cả. Chị có thể thay mặt cho... Có những ít tiền, coi như là... Chị không cần cảm ơn, đây cũng là người con miền Trung nè, rồi cũng là con dâu miền Trung luôn, về chồng chị Tuyết cũng là người ở miền Trung nữa. Dạ. Chị ra đây từ mấy giờ chị chờ tụi em tới hả? Ở nhà mà ra đây có xa không ạ? Đi bằng gì ạ? Đi đi bằng xe máy. Mình ráng khắc phục ha chị ha, qua cái sự khó khăn này ha chị ha. Rồi em chia sẻ với chị. Em cảm ơn chị nhiều, cảm ơn bà con rất là nhiều, và hy vọng rằng là bà con có thể sớm trải qua cái cơn khắc khổ trong giây phút này, và sẽ có thêm nhiều mặt thực quan sắc tái để mà giúp quý vị trong những ngày sắp tới nha. Cảm ơn chị. Vậy thì bây giờ mình có phát quà luôn cho chị không? Có phát quà
luôn cho chị luôn không hay là không? Từ 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 giờ chị xuống dưới đứng đợi ha. Bây giờ bên đoàn mình là đoàn đầu tiên đến với xã này. Wow, vậy đó hả? Mọi người có thể dành một tràng pháo tay cho đoàn chúng tôi được không ạ? Bây giờ em nói không có nổi mà lên YouTube mà cái giọng nó khàn vậy là chắc em mất show quá. Bây giờ trong lúc chờ thì thật ra chúng tôi phải thống kê lại cái dầu gió cho mọi người mà chị Kỳ Duyên muốn tặng á. Thì mọi người có muốn nghe hát, thật sự có muốn nghe hát ở ngoài không? Chị Tuyết sẽ phá lại nửa bài thôi, hai câu thôi. Bây giờ cũng không biết hát cái gì, bây giờ hỏi nha, trong đây có ai hát biết bài Tiếp Cầm Ca không? Nó nói xong ca với Minh Tuyết nè. Có ai không? Trời ơi, dân miền Trung mà không ai biết hát mà chết rồi đó nha. Đứa nào chạy xuống đây. Giờ mình tiến hành có ai chạy xuống không ạ? Trời, lỡ nhớ rồi. Rồi, ok. Có người xung ca đây nè. Không, có người xung ca đây nè. Xuống rồi đây nè. Luôn xuống đây đấy. Luôn xuống tí xíu. Thì tay nó luôn vô. Mày cấm mày vô anh rồi đấy. Anh mà hát được không? Rồi bây giờ cái này là cái tấm lòng Minh Tuyết gửi đến thôi nha. Chứ còn giọng thì hát hết nổi rồi. Nói chuyện là quý vị cũng thấy rè rồi đúng không? Bây giờ coi như là người ta nói ngày xưa khi mà không có coi trọng ngành ca hát lắm đâu, thì hay thường nói là ca sĩ như là một kiếp cầm ca. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái quan niệm của mọi người đã thay đổi đối với một người ca sĩ, một người nghệ sĩ. Họ bởi vì người nghệ sĩ ngày hôm nay không những là họ đem lời ca tiếng hát đến cho tất cả quý vị, mà họ còn đem thêm được những chia sẻ, được những tấm lòng đến cho tất cả quý vị, những ai cần đến sự yêu thương, những sự đùm bọc. Thì ngày hôm nay mới biết trong lúc này thì không biết làm sao, không nhớ ra bài hát nào nhất, thì chợt nhớ đến cái bài là Kiếp Cầm Ca. Thì ngày hôm nay Minh Tuyết xin quý vị cùng lắng nghe. Minh Tuyết và anh ơi, em xin lỗi anh tên gì ạ? Đinh Văn Tấn hả? Tấn hả? Đinh Văn Tấn hả? Rồi bây giờ anh xong ca với em bài này nha. Em lấy cái gì nè? Tôi nghe rồi. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm tùng trà dân tiếng hát cho người đời, bỏ tình mùa vui hỏi rằng anh ơi, anh còn yêu em nữa không? Đừng nói thế. Ca sĩ đang thương và đang buồn nhiều. Tình yêu em
trong sự tình yêu, thì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người, em khổ thật nhiều. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh biết rằng gian dối những người ta mãi cùng nhau. Rồi và bây giờ thì là mình xong chưa ạ? Bây giờ thì bắt đầu mình phát quà và nhờ các anh ở địa phương có thể giúp chúng tôi để mà chúng ta giữ trật tự là để mà chia ra và hướng dẫn mọi người nhận quà. Anh có thể nói để hướng dẫn mọi người mà. Xin mời bà con chúng ta vui ra và gọi danh sách và mời cả đồng hòa đồng chí trưởng thôn phụ trách tại thôn mình để xác minh con người của thôn mình. Xin mời chỗ này bà con chúng ta tôi ra khoảng 2 mét này. Đây thì ba con tập trung đây. Cuối cùng, thôi bà thả ra trong cái người. Đừng hỏi đâu, từ hôi quá thì hôi. Rồi, chị Thanh nhỉ? Rồi. Rồi, bây giờ xin mời bà con được nhận quà. Đầu tiên là thôn câu lạc bộ, khu ai thì người đó lên nhận quà. Thế là tổ chế độ đi ai này? Chị Tuyết phát gì? Tuyết phát dầu hả? Anh không nhận phiếu hả? Kêu một tên là tới hốt mấy cái này đi. Tới hốt đi. Vậy là để lên kịp không? Kịp không? Ok. Dạ. Xin kính mời tất cả bà con thôn Cầu Lê Một đứng về phía hướng đông và ở phía đông trước. Đề nghị bà con xếp lối danh lối để cho sau khi người nhận được quà sẽ đi ra cái đường này. Rồi bây giờ thứ tư là phát quà. Cầm giùm á. Một là Tân Minh Hà. Tân Minh Hà, Cầu Lê Một. Đinh Minh Hà, nhất định là Đinh Minh Điền. Đinh Minh Hà, và Đinh Minh Điền. Đinh Minh Hà ơi, vô của Đinh Minh Hà. Bây giờ ai giúp em nhận mặt của... Đây đây, có trưởng thôn đây, có trưởng thôn. Có trưởng thôn, có trưởng thôn, có trưởng thôn. Tốt quá, đẹp không? Đây, cái này đẹp luôn. Đúng rồi. Đi ra ngoài kia, đi ra ngoài cổng. Đây này này. Đón ngay hướng nhà nó đi. Rồi. Đinh Minh Điền. Đinh Hiệu Quang. Đinh Minh Cam. Đinh Minh Cam đâu rồi? Đinh Minh Cam đâu rồi? Đến trước tuổi
Mãi, Hương, Mãi, 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 M
đâu. Bây giờ nó một gạo đi đi, gọi cho mau cuốn ơi, mau lên. Đây 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 đây. Gạo cơm. Mai mai mai. Đây đây. Đây đây. Coi đây, nhận cho tôi đây. Em có tiền không này? Không thấy. Rồi rồi rồi. Tham đi Huế. Tham đi Huế. Tham đi Huế. Ngày đâu, ngày đâu? Đây đó, ngày đi Huế. Rồi, Minh Xuân Thiên. Xin mời hồ Minh Xuân Thiên. Minh Xuân Thiên, anh là Sư Trân Thiên à? Thiên, Thiên, Thiên. Bà con ơi, làm ơn lên tiếng nhìn nhận không biết là tên gì nha bà con. Minh Xuân Kiêu. Minh Xuân Kiêu, Kiêu. Minh Xuân Kiêu. Kiêu. Kiêu đâu? Minh Xuân Kiêu. Kiêu đây rồi. Đinh Nghĩa Đàn. Nghĩa Đàn. Đinh Nghĩa Đàn. Đinh Nghĩa Đàn. Làm ơn ai mà người đọc tên bảo có đây. Có nha, không đâu mà dạ, nha. Có đây. Trần Thị Hoa. Trần Thị Hoa. Đấy, là ta đấy. Có rồi, có rồi. Đinh Thị Hồng Nhung. Hồng Nhung. Đinh Thị Hồng Nhung. Nhung có hết. Có không? Binh Hữu Biên. Binh Hữu Biên. Binh Hữu Biên. Binh Hữu Biên. Binh Hữu Biên lại đi. Binh Hữu Biên. Thắng Non. Bố mày lên. Binh Thủ Thương. Binh Thủ Thương. Đây đây. Nguyễn Thanh Thuyết. Là to lên. Thuyết Thuyết Thuyết. Nguyễn Thanh Thuyết. Đinh Thị Thu Thắng. Đinh Thị Thu Thắng. Rồi. Đinh Văn Đồng. Văn Đồng đây rồi. Văn Đồng, Văn Đồng. Đinh Văn Đồng. Đinh Văn Đồng. Văn Đồng đâu? Rồi rồi rồi. Nhưng mà tên gì? Đinh Văn Đồng. Đi Tuyết kia giọng Bắc luôn rồi kìa. Chứ nói đi, tìm nói buộc giọng vùng miền. Đinh Xuân Hề. Hề hề. Đinh Văn Luân. Ở bên kia mà bỏ lên. Đinh Văn Luân. Đinh Văn Luân. Đinh Văn Luân. Đinh Văn Luân. Đinh Văn Luân đâu? Đinh Văn Luân đâu? Đinh Văn Luân đâu? Bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây Đinh Văn Luân sau lưng kìa em. Đi dùng bắt luôn kìa, lớp chứ lớp kìa. Đinh Văn Luân đâu? Đinh Văn Luân gọi chứ. Đinh Văn Luân gọi chứ. Nguyễn Văn Đức. Đinh Văn Luân đâu? Rồi, rồi. Nguyễn Văn Đức. Trời ơi. Nguyễn Văn Đức. Nguyễn Văn Đức. Nguyễn Văn Đức. Nguyễn Văn Đức. Không phải, bỏ một chưa bạn đi. Nguyễn Văn Đức đâu, có chưa? Nguyễn Văn Đức có chưa? Có rồi, có rồi. Làm ơn đừng tiết kiệm của chữ có giùm em nha. Nguyễn Thạc, Nguyễn Nghệ Thuận. Nguyễn Nghệ Thuận. Khán giả bên Nhật Bản đang theo dõi chị Minh Tuyết. Hello, hello. Trời ơi, để tôi làm việc, đừng có live stream mà tôi không làm việc được. Đinh Văn Nam. Đinh Văn Nam. Quay còn chỉ có việc làm nha cưng. Đinh Văn Nam. Ok rồi. Nguyễn Thanh Phong. Nguyễn Thanh Phong. Đinh Sáng. Đinh Sáng. Cao Thị Đa. Cao Thị Đa. Xin mời Hồ Cao Thị Đa. Nguyễn Xuân Quyền. 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 Đinh Quang Vinh. Đinh Quang Vinh. Đinh Quang Vinh. Bà Phương Nhung đang coi nè. Đinh Quang Vinh. Nhung nè. Đinh Bá Ninh. Đinh Bá Ninh. Đinh Bá Ninh. Đinh Bá Ninh. Đinh Xuân Phư. Đinh Thanh Phương. Đinh Thanh Phương. Hai cái nhiều đáng. Hello Nhung. Con đây. Đinh Thanh Phương. Này bé nè, có bé nè. Con Thiên Đồn hả? Có ai phụ con không? Trời ơi. Tên anh xong phụ em, trời ơi. Chị xong phụ em. Đinh Minh Lệ. Đinh Minh Lệ. Đinh Minh Lệ. Lệ là dài. Ủa tại sao con đi với anh rồi mà? À hai bé khác nhau. Cháu khác. Con là cháu Lệ, rồi mà sao con cứ nhỏ xíu. Đinh Minh Lệ, ok. Cháu là tên gì? Cười ghé đồng, ghé đồng. Con.
Xin mời Nguyễn Văn Tuấn. Đây này. Đinh Thị Nước. Đinh Thị Nước. Nước, nước, nước. Đinh Thị Nước. Nước, rồi, rồi, rồi. Cao Thị Phương. Cao Thị Phương. Cao Thị Phương. Xin mời hồ của Cao Thị Phương. Đinh Thanh Hải. Đinh Thanh Hải. Nguyễn Văn Thấn. Xong Nguyễn Văn Thấn. Xin mời hồ Nguyễn Văn Thấn. Trần Xuân Viên. Trần Xuân Viên. Đinh Văn Đàn. Có chưa? Đinh Văn Đàn. Đinh Văn Đàn. Nguyễn Văn Hóa. Có rồi. Nguyễn Văn Hóa. Văn Tân. Đinh Xuân Tám. Đinh Xuân Tám. Xuân Tám. Xuân Tám. Đinh Xuân Tám là ai đâu? Đinh Xuân Tám. Đây đây. Đinh Xuân Tám. Rồi. Từ từ. Đinh Xuân Tính. Đinh Xuân Tính. Anh em hỏi là sao? Cao Thị Hà. Cao Thị Hà đâu? Cao Thị Hà. Đây đây Cao Thị Hà đây. Trần Đình Vương. Đây Cao Thị Hà đây, đúng không? Trần Đình Vương. Trần Đình Vương. Trần Đình Vương có chưa? Đinh Văn Chí. Cậu bé này đẩy mì ra, đẩy mì phụ cho. Đinh Văn Chí. Đinh Văn Chí. Đinh Văn Chí. Chị đây. Đinh Hữu Chí. Đinh Hữu Chí. Đinh Văn Chí. Lấy căn giấy cho chị Tuyết. Đinh Xuân Du. Đinh Xuân Du. Đinh Xuân Du. Trần Xuân Như. Cô là bác là Trần Xuân Như hả đó? Ai là Du đâu? Du Xuân Du nhận cái đó. Du là bác Du nhận cái đó. Lên Xuân Thủy. Rồi cảm ơn đây, thốt thắt rồi. Làm cáo hết. Họ luôn rồi. Đinh Xuân Duy. Ôi hết, hết của thốt à. Bây giờ là con P2. Xin mời P2 ba bên phía tất cả về nhận qua. Rồi, Đinh Xuân Duy ra tốt. Xin mời con kêu hai. Xin mời bà con thôn quý hai sang bên này để nhận qua. Điều chị Tuyết kìa, có chồng Út Tuyết nữa, của nhà chú. Thôn quý hợp hai, sang bên này. Đợi đi anh lấy con giấy cho chị. Em thấy nói với ảnh đó ngày mai mình phát vô này hiệu quả nè. Cứ gọt tên, hai người cùng đối chứng với nhau. Và bây giờ là đến thôn thứ hai nha bà con. Đinh Quốc Dân. Qua đi. Đinh Quốc Dân, ngày lần thứ nhất. Đinh Quốc Dân, xin mời họ của Đinh Quốc Dân. Rồi, ok. Khải Hân. Đinh Dung, trưởng thôn đây rồi. Ok, rồi. Đinh Văn Dung. Đinh Văn Dung, đây. Trưởng thôn đó là một đứng đây kiểm duyệt dùm Tuyết nha. Đinh Minh Cộng. Đinh Minh Cộng. Đinh Minh Cộng. Đinh Thị Lan. Đinh Thị Lan. Đinh Minh Cộng có chưa? Đinh Thành Trung. Đinh Thành Trung.